Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2781 xem ra thực lực không ra sao mà. Đường Thanh Dương giải thích, những người này hầu như đều là chủ quản của gia đình nhà quan ở bên ngoài, anh xem người kia chính là ông của Vương Phàm. Đường Thanh Dương chỉ vào một người tu hành động hư cảnh, người tu hành kia tóc thưa thớt, già nua đến mức nhìn không ra dáng người, nhưng vẫn cắn răng chuyển pháp lực. Đường Thanh Dương nhìn thấy cảnh này, anh ta không khỏi cười nói, những thế gia chi chủ này sau khi đột phá động hư cảnh trung kỳ, đều bị tam đại thế gia chúng ta triệu tập tới nơi này, anh có biết vì sao không? Đường Tuấn nói, sợ bọn họ làm lung lay địa vị của hai người. Đường Thanh Dương nói, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, dựa vào những thằng cha chưa từng rèn luyện tinh thần lực này, cho dù để cho bọn họ tu luyện tới đỉnh phong của động hư cảnh, cũng không phải đối thủ của nhà họ Đường tôi. Lối vào này là thứ cơ mật nhất của Tam Đại Thế Gia chúng tôi, có lẽ anh cũng có thể đoán được, đầu bên kia của lối vào chính là Thánh Nhai, cũng chính là nơi mật tàng của Chu Tước Thần Quân thành lập thần quốc. Tam Đại Thế Gia chúng tôi tìm được lối vào này cũng không dễ gì, vì để duy trì sự ổn định của lối vào này, chúng tôi chỉ có thể để cho bọn họ đến làm lao động. Tất nhiên, khi họ chết đi, sẽ có một nhóm người khác để thay thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền Thần quốc lớn như vậy cũng không thiếu người tu hành động hư cảnh. Ngày hôm đó nếu không phải Vương Phạm đối với mình đủ tàn nhẫn, thì tôi đã đưa ông ta tới nơi này đoàn tụ với ông nội ông ta rồi. Ha ha ha! Anh ta nhìn Đường Tuấn nói cho nên nói, anh đối với nhà họ Đường tôi mà nói, thật sự không tính là gì. Chỉ cần ý nghĩ của nhà họ Đường tôi vừa động, thì ngay cả anh chết cũng sẽ không biết chết như thế nào. Sắc mặt Đường Tuấn thoáng có chút âm trầm. Loại thủ đoạn này của Tam Đại Thế Gia, giống như nuôi dưỡng súc vật vậy, chờ súc vật lớn lên, bọn họ sẽ bắt tới làm lao động đến chết. Đường Thanh Dương nói tiếp, pháp môn tinh thần lực mà anh rèn luyện, nhà họ Đường tôi thật đúng là không hiếm lạ gì, nếu anh muốn lưu lại thì giữ lại đi. Tôi mang anh tới nơi này, vận mệnh của anh, Vương phàm cùng ông nội anh ta và những người này cũng không khác biệt lắm. Đương nhiên, nhà họ Đường tôi nguyện ý cho anh một cơ hội sống sót. Đường Tuấn nhướng mày, anh đang chuẩn bị nói chuyện thì một giọng đột nhiên chen vào, đường Thanh Dương, sao bây giờ anh mới đến hả? Bên trong hố, bỗng nhiên lối vào ánh sáng kia đột nhiên lắc lư, và có mấy bóng người đi ra từ trong đó. Đi ở phía trước chính là một nam một nữ trạc tuổi đường Thanh Dương, ngay cả cái loại tư thái khinh thường giữa hai hàng lông mày của họ cũng cực kỳ giống nhau. Mà ở phía sau cô gái kia, đi theo là một người đàn ông có chút chật vật, người đàn ông đó rất đẹp trai, nhưng lúc này biểu cảm lại giữ tợn đáng sợ, giống như đang thừa nhận thống khổ nào đó. Ba người không để ý những người tu hành động hư cảnh ở xung quanh đang khổ lực, bọn họ nhảy lên, dừng lại ở bên cạnh đường Thanh Dương. Cô gái kia nhíu mày với đường Thanh Dương, rồi liếc mắt nhìn đường Tuấn một cái, nói, đường Thanh Dương, đây chính là người dò đường mà cụ tổ nhà anh đã chọn cho anh sao. Trường 2782 anh không có quyền từ chối. Đường Tuấn nhận ra khí thức của Khương Thuần, Khương Thuần cũng nhận ra Đường Tuấn, anh ta khẽ lắc đầu với anh, ý là bảo anh không cần lên tiếng. Lúc này Đường Thanh Dương đang bận chào hỏi một nam một nữ kia, nên anh ta cũng không chú ý tới chi tiết này. Ba người nói một hồi, lúc này Đường Thanh Dương mới giới thiệu Đường Tuấn cho hai người kia, mà Đường Tuấn cũng biết thân phận một nam một nữ này. Người con gái tên là Diêm Quân Ngư, là nhà họ Diêm đương thời đương tới. Còn người đàn ông tên là Hải Đông Lưu, do nhà họ Hải đưa tới. Tu vi hai người này cùng đường thanh dương tương tự nhau, đều là động hư cảnh trung kỳ. Mới cảnh giới hợp thể. Diêm quân ngư nhớ mày, vẻ mặt cô ta không vui nói, đường thanh dương, anh ta chính là người dò đường mà nhà họ đường các anh chọn cho anh sao, thực lực quá kém. Anh muốn chết trong đó, cũng đừng liên lụy chúng tôi. Hải Đông Lưu cũng lên tiếng nói, đường thanh dương, đổi người khác đi. Nhà họ Đường các anh hẳn là không thiếu tử sĩ động hư cảnh, để cho một cái tên cảnh giới hợp thể đi theo vào, ngay cả làm bia đỡ đạn cũng không được. Đường Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, nói cảnh giới bên trong Thánh Nhai đã bị áp chế rất nghiêm trọng, coi như là chúng ta thì cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn một chút so với hợp thể cảnh đỉnh phong. Nói không chừng các người còn không bằng anh ta nữa kia. Đường Tuấn bây giờ là hợp thể cảnh đỉnh phong, có thể đánh bại đường tuyệt động hư cảnh hậu kỳ, thực lực mạnh hơn là điều không thể nghi ngờ. Ở trong thánh nhai, cảnh giới của mọi người đều bị áp chế, ưu thế của đường tuấn càng lớn. Đương nhiên, những tình huống này, anh cũng sẽ không nói cho hai người biết. Diêm quân ngư và hải đông lưu nghe vậy, bọn họ đều lạnh lùng nhìn chằm chằm đường tuấn một lúc, giống như muốn tìm ra chỗ khác thường trên người anh, mà lại có thể làm cho đường thanh dương tự tin như thế. Người dò đường gì, Đường Tuấn hỏi: "Trên mặt Diêm Quân Ngư lộ ra vẻ quái dị, cô ta nói: "Đường Thanh Dương, anh còn chưa nói rõ ràng với anh ta sao?" Đường Thanh Dương ngượng ngùng nở nụ cười, vốn dĩ anh ta đang định nói, nhưng Diêm Quân Ngư cùng Hải Đông Lưu đột nhiên đến, khiến anh ta đến bây giờ còn chưa nói được lời nào. Trầm ngâm một chút, Đường Thanh Dương giải thích đơn giản vài câu. Học trò của Tam gia sẽ không thường xuyên tiến vào Thánh Nhai. Mà người dò đường chính là người đi ở phía trước và giải trừ nguy hiểm cho học trò Tam gia. Đến lúc đó muốn chết cũng là người dò đường chết trước, mà người của Tam gia sẽ có thể tránh được nguy hiểm. Đường Thanh Dương nhìn lướt qua đường Tuấn một cái, anh ta nói, nhà tôi vốn đã sắp xếp cho tôi là một tử sĩ động hư cảnh, nhưng sau khi lão thái thấy được thực lực của anh, nên đã đổi thành anh. Anh không có quyền từ chối. Chương 2783 cuối cùng để lại cho tôi một dấu ấn tinh thần. Y tự uy hiếp trong lời nói quá rõ ràng, nếu Đường Tuấn không đồng ý, kết quả còn thảm hơn so với những người tu hành động hư cảnh đang làm lao động kia. Đây cũng là mục đích Đường Thanh Dương cố ý dẫn Đường Tuấn tới. Khi nào thì tiến vào? Đường Tuấn không phải là không cam lòng, mà vốn dĩ anh muốn tiến vào Thánh Nhai xem một chút, mà nhà họ Đường bảo anh làm người dò đường, coi như là giúp anh. Diêm quân ngư trêu chọc nói, anh đúng là rất bình tĩnh, tôi rất chờ mong biểu hiện của anh vừa rồi chúng ta đã đi vào nhìn một chút trước mắt lối vào kia dần như ổn định qua hai ngày nữa hẳn là có thể tiến vào cô ta chỉ vào khương thuần nói đây là người dò đường khương thuần của tôi hai người có thể nói chuyện trước một chút lúc nhìn thấy ở trong thánh nhai sắp xếp như thế nào về phần người dò đường của nhà họ hải các người cũng không cần quan tâm đến lúc đó sẽ xuất hiện nói xong diêm quân ngư nói với đường thanh dương đường thanh dương chúng ta cũng thương lượng một chút về hành động ở thánh nhai đi đường thanh dương khẽ gật đầu anh ta cảnh cáo nhìn đường tuấn một cái sau đó mới dẫn diêm quân ngư cùng hải đông lưu rời đi chỉ cần ở nhà họ đường mặc cho đường tuấn có mạnh hơn nữa thì tính mạng của đường tuấn cũng đều nằm trong tay anh ta đường tuấn và khương thuần đứng ở bên cạnh cái hố lớn âm thầm truyền âm vết thương của cậu sao lại nặng như vậy Đường Tuấn quan sát tình huống của Khương Thuần, rồi anh lập tức nhíu mày. Khương Thuần chính là thần thánh trời sinh, anh ta ở trong núi vạn thần đã biểu hiện ra thực lực đủ để chống lại động hư cảnh hậu kỳ. Nhưng hiện tại khí tức của Khương Thuần rất yếu, nhiều nhất cũng chỉ có động hư cảnh sơ kỳ, thậm chí còn yếu hơn nữa. Khương Thuần cười khổ, nói: "Tôi đi tới nơi này, vừa vặn rơi vào nơi cách nhà họ Diêm không xa." sau khi bọn họ phát hiện ra tôi là sinh linh chuyển hóa của thần thánh mạch khoáng, thừa dịp tôi bị thương nặng, bọn họ đã mạnh mẽ rút đi 9 phần 10 năng lượng trong cơ thể tôi. Cuối cùng để lại cho tôi một dấu ấn tinh thần. Ánh mắt đường Tuấn híp lại, trong lòng lạnh lẽo, được lắm nhà họ Diêm. Khương Tuần là thần thánh trời sinh, anh ta bị rút ra 9 phần 10 năng lượng, có cảnh giới cao hơn cũng gần như vô vọng, thậm chí còn sống không được bao lâu. Mà lần này để Khương Thuần làm người dò đường, chỉ sợ cũng là ôm ý nghĩ để cho anh ta chết ở bên trong. Hai người kể cho nhau nghe những chuyện gặp phải sau khi đi tới thần quốc, tâm tình nặng nề cũng thả lỏng rất nhiều. So với thần quốc mà nói, hai người coi như là đồng hương. Đường Tuấn bỗng nhiên hỏi, Khương Thuần, cậu hẳn là biết bên trong thánh nhai là mật tàng của Chu tước thần quân chứ? Khương Thuần gật đầu, chương 2784 cô nghĩ cô và anh ta, ai sẽ mạnh hơn. Tuy rằng anh ta được sinh ra ở trong núi Vạn Thần, nhưng anh ta cũng biết sự tích Chu Tước Thần Quân, biết Chu Tước Thần Quân rất ghê gớm, ông ta để lại mật tàng đương nhiên càng là vô số bảo vật. Đường Tuấn trầm giọng nói, có ý định làm một khoản lớn với tôi hay không? Bọn họ muốn chúng ta làm người dò đường, vậy chúng ta sẽ tận chức một chút, ngay cả bảo vật cũng vơ vét. Mật tàng thần quân, có lẽ có thánh dược có thể chữa thương cho cậu khương tuần cười nói tôi đã sớm muốn làm như vậy cho dù không có thánh dược tôi cũng sẽ tìm cơ hội giết chết bọn họ bố mày là thần thánh trời sinh từ khi nào đã phải chịu uất ức như vậy đường tuấn cũng lộ ra ý cười nhìn những người tu hành đang không ngừng truyền pháp lực để duy trì lối vào phía dưới ánh mắt anh không thể giải thích được đường thanh dương nhà họ đường các người có phải là điên rồi hay không lại muốn trực tiếp thăm dò khu vực tiên cung nhiều năm như vậy Chúng ta vẫn luôn hành động bên ngoài tiên cung, còn không dám thực sự tiến vào phạm vi tiên cung, nhưng cũng thương vong không ít. Cấm chế trong khu vực tiên cung đã hoàn chỉnh 9 phần 10 rồi, trình độ nguy hiểm gấp 10 lần khu vực xung quanh, một khi tiến vào, gần như là sẽ chết. Trong một gian đại sảnh nhà họ Đường, Diêm Quân Ngư vỗ bàn, cô ta tức giận mắng. Trên mặt Hải Đông Lưu cũng có chút tức giận. Một khi tiến vào khu vực tiên cung cho dù bọn họ có là học trò giỏi nhất của Tam gia, nhưng lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đường Thanh Dương nói, tôi đương nhiên biết. Việc này cũng là do ba vị lão tổ quyết định, nếu không, các người có thể hỏi một chút. Diêm Quân ngư cùng Hải Đông lưu liếc nhau một cái, đồng thời truyền tin về phía cụ tổ nhà mình hỏi thăm. Một lát sau, hai người đều sửng sốt. Đường Thanh Dương nói không sai, đây là Tam gia cùng quyết định diêm quân ngư cắn răng nói đùa gì thế các cụ tổ đây là để cho chúng ta đi chịu chết mà đường thanh dương cười nói yên tâm cho dù chết cũng có người chết ở phía trước chúng ta hải đông lưu trầm giọng nói ý anh là ba người dò đường sao đường thanh dương gật đầu nói đến lúc đó người dò đường nhà họ đường chúng tôi sẽ đi đầu nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của hai người đường thanh dương nhún nhún vai nói quên đi vẫn là để cho các người nhìn xuống đi. Bàn tay anh ta vạch một cái ở trong không trung, trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện một bộ hình ảnh, chính là hình ảnh Đường Tuấn đánh bại Đường Tuyệt. Chương 2785. Hải Đông Lưu nói, nếu là do cụ tổ tam ra quyết định, vậy chúng ta đương nhiên không có ý kiến gì. Nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng ta thăm dò tiên cung, không biết có bao nhiêu nguy hiểm, người dò đường nhà họ Đường các người sợ là không có cách nào sống sót. Đường Thanh Dương nhìn anh ta một cái, rồi nói chẳng lẽ các người còn chuẩn bị để cho bọn họ còn sống sao? Đã làm người dò đường, thì cái chết chính là nơi bọn họ phải đến. Thoáng cái, đã hai ngày trôi qua. Bên cạnh cái hố lớn, có gần trăm người của Tam gia. Lúc này những người này đều nhìn về phía sáu người trước lối vào vòng ánh sáng. Tam gia đi lại, còn có ba người dò đường. Người dò đường mà nhà họ Hải mang đến là một người to lớn cao gần 10 mét, trong tay cầm một cây cốt bổng, tu vi của anh ta đạt tới động ngư cảnh sơ kỳ. Lúc này cách lối vào vòng ánh sáng chỉ chưa tới 10 mét, Khải thần 12 pháp của Đường Tuấn vận chuyển càng lúc càng nhanh, trong đầu anh thậm chí có chút nóng lên, giống như phía trước có thứ gì đó đang chỉ dẫn anh vậy. Ba người chính là tộc nhân xuất sắc nhất của Tam gia chúng ta, hy vọng lần thăm dò này các người có thể mang về tin tức tốt cho chúng ta. Cụ tổ nhà họ Đường đứng ở phía trước và mọi người, ông ta cao giọng nói với ba người, rất nhiều người của Tam gia đều hoan hô, vẻ mặt kích động. Chỉ cần lần thăm dò tiên cung này thuận lợi, vậy tương lai bọn họ càng có nhiều chỗ tốt, thậm chí có cơ hội rời khỏi giới này. Nhưng vẻ mặt của ba người Đường Thanh Dương lại ảm đạm. Tuy rằng lần này thực lực của ba người dò đường là mạnh nhất trong các lần trước, nhưng khu vực mà bọn họ muốn thăm dò lần này cũng là nơi nguy hiểm nhất. Ba người dò đường gần như chắc chắn là phải chết, mà xác suất tử vong của bọn họ cũng rất lớn nhưng cả ba đều không biểu hiện ra bất kỳ sự không cam lòng nào. Trong số các thế hệ, thì bọn họ đã đạt được nguồn lực tốt nhất, vì vậy họ mới có thành tựu như ngày hôm nay. Có quyền, thì đương nhiên cũng phải có nghĩa vụ, mà thăm dò các khu vực nguy hiểm nhất cũng là một trong những nghĩa vụ của họ. Xuất phát đi, cụ tổ nhà họ đường vung tay lên, âm thanh ồn ào của tam gia vang lên, mà mấy người đường thanh dương liếc nhau, đồng thời bọn họ cũng đi vào lối vào sáu người lục tục tiến vào trong lối vào. Thanh Dương, bên cạnh cái hố lớn, có một người phụ nữ nước mắt chảy xuôi, vẻ mặt bi thương, giọng nói nghẹn ngào. Khóc cái gì, đây là sứ mệnh của anh ta. Cụ tổ nhà họ đường nhíu mày quát. mươi 2786, tiếng khóc của người phụ nữ ngưng lại, bà ta không dám khóc tiếp, đành phải cắn răng nhìn lối vào, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Ở phía sau lối vào vòng ánh sáng, Đường Tuấn nhìn cảnh tượng trước mắt, cuối cùng anh cũng hiểu được vì sao nơi này lại được người tam gia gọi là Thánh Nhai rồi. Một con đường vô cùng rộng lớn từ dưới chân bọn họ kéo dài về phía trước, nó cũng không phải là kéo dài theo chiều ngang, mà là có một độ cong hướng lên trên. Con đường, cuối cùng sẽ tạo thành một con đường hướng lên bầu trời. Còn bên dưới con đường là trống rỗng. Con đường này được đặt trên không trung. Ở cuối con đường, một tòa tiên cung lộng lẫy bồng bềnh ở trong không trung, tản ra khiến người ta sợ hãi. Xem ra, nó trông giống như đang nằm trên một vách núi treo leo. Đường Thanh Dương nói, vùng không gian này chính là mật tàng của Chu Tước Thần Quân, tam gia chúng ta đã thăm dò nhiều năm, cũng đã thăm dò xung quanh gần xong, chỉ còn lại khu vực tiên cung, đây cũng là mục đích lần này của chúng ta. Nói những thứ này làm gì? Siêm Quân Ngư trầm giọng nói, Đường Tuấn, Khương Thuần, Linh Hổ, ba người đi ở phía trước. Linh Hổ chính là người khổng lồ kia. Ba người đường tuấn liếc nhau, rồi chậm rãi đi về phía trước. Con đường rộng lớn này còn có trận văn cùng cấm chế, gần như còn có thể thấy được một ít nền móng cùng vết tích của kiến trúc. Những nơi này ban đầu hẳn là cũng có kiến trúc, nhưng mà đều bị tam gia thu dọn sạch sẽ, ngay cả nền móng cũng không để lại. Trong lòng đường tuấn khẽ nhúc nhích, hành vi của tam gia quả thực giống như kẻ cướp, cái gì cũng không để lại. Bằng không nơi này chính là mật tàng của Chu Tước Thần Quân, làm sao có thể lại chỉ có một tòa tiên cung, cái này cũng quá keo kiệt rồi. Đi nhanh một chút, đừng lề mề nữa." Diêm Quân Ngư đột nhiên giận dữ mắng, nếu theo tốc độ của các người, khi nào mới có thể đến được khu vực tiên cung đây? Vừa vào nơi này, Diêm Quân Ngư giống như nóng nảy hơn rất nhiều. Đường Thanh Dương không khỏi nhìn về phía cô ta, thành thật mà nói, loại tốc độ di chuyển này cũng không phải chậm lắm diêm quân ngư đúng là có chút ý tử khiêu khích mà hải đông lưu truyền tin cho đường thanh dương mấy ngày trước em trai ruột của cô ta chết ở thánh nhai nói là muốn vì cô ta mà đi tiên phong đường thanh dương nhất thời hiểu rõ diêm quân ngư yêu thương em trai của mình đến nhường nào anh ta biết nhanh lên đi bộ phận phía trước tam gia chúng ta thăm dò rất nhiều lần rồi đã sớm không có nguy hiểm gì đường thanh dương thở dài trong lòng anh ta lên tiếng ba người đường Tuấn đành phải tăng nhanh tốc độ. chương 2787 Đường Tuấn vừa đi, vừa chú ý động tĩnh trong đầu. Cái loại cảm giác nóng bỏng này càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ chìa khóa mật tàng cũng không có bị nghiền nát, mà là sáp nhập vào trong đầu của anh. Trong lòng đường Tuấn bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ như vậy trong đầu. Ngày hôm đó khi anh ở núi Vạn Thần thúc giục chìa khóa mật tàng, mở ra lối vào đi thần quốc. Sau khi anh đi tới thần quốc, thì chìa khóa đã biến mất, Đường Tuấn còn tưởng rằng đã bị tiêu tan rồi. Nếu như thật sự là chìa khóa mật tàng, vậy lợi thế của anh ở chỗ này là quá lớn rồi. Trong lòng Đường Tuấn vui vẻ, càng đi về phía trước, khí tức cấm chế càng mãnh liệt, áp chế tu vi của mấy người cũng càng nghiêm trọng hơn, ngược lại đối với Đường Tuấn lại không có ảnh hưởng gì. Biểu cảm của mọi người cũng trở nên nghiêm túc. Ngay khi mấy người đi được một phần ba, trong không gian bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ, ba người đường thanh dương lập tức dừng bước bọn họ nhìn về phía con đường dưới không trung mà ba người đường tuấn cũng nhìn về phía đó bọn họ chỉ nhìn thấy một con đại xà đen như mực bay từ trong không trung phía dưới lên một mùi máu tanh nồng đậm phả vào mặt con đại xà này dài gần trăm mét to ba bốn mét lại đã đạt tới động hư cảnh xà hư không trong mắt diêm quân ngư hiện lên một tia nghiêm túc cô ta quát khương thuần còn không mau ra tay giết chết nó Tuy rằng con xà hư không này cô ta cũng có thể giết chết, nhưng Diêm Quân Ngư lại không muốn lãng phí tinh lực vào lúc này, miễn cho xuất hiện tình huống bất ngờ, trạng thái của cô ta không ở đỉnh điểm. Khương Thuần lập tức ra tay, anh ta cùng xà hư không chiến đấu. Tuy rằng anh ta đang bị thương nặng, nhưng dù sao anh ta cũng là thần thánh trời sinh, thực lực vẫn là rất mạnh. Con xà hư không kia rất nhanh đã rơi vào thế yếu, và lập tức sẽ bị giết chết. Nhưng đúng lúc này, lại có vài tiếng gầm nhẹ vang lên, bốn con xà hư không từ phía dưới mới lộ đầu. Đường Tuấn, Linh Hổ, các người cũng ra tay đi. Đường Thanh Dương quát, Linh Hổ cầm cốt bổng vung về phía xà hư không, anh ta đánh xà hư không nghiêng sang một bên. Đường Tuấn cũng đồng thời xông về phía hai con xà hư không trong đó, nhưng ngay khi anh chuẩn bị ra tay, thì hai con xà hư không kia đã quay về phía anh và lộ ra ánh mắt kỳ quái, sau đó bọn nó lại lui về phía không chung phía dưới con đường, rồi nhanh chóng biến mất. Ba con xà hư không khác nhìn về phía đường Tuấn, bọn nó gầm nhẹ một tiếng, rồi cũng đều lui về khoảng không bên dưới. chương 2788 Nhất thời mọi người trở nên trầm mặc, bọn họ đồng loạt nhìn về phía đường Tuấn. Sắc mặt diêm quân ngư trầm như nước, cô ta trầm giọng nói, vừa nãy anh đã làm cái gì vậy? Dựa theo kinh nghiệm trước kia, xã hư không cùng bọn họ đều là không chết không thôi, nhưng lần này bọn nó lại dứt khoát lui đi như vậy. Hơn nữa tình huống dị thường trong trận chiến vừa rồi của Đường Tuấn cùng xà hư không cũng đều bị mọi người nhìn thấy. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không hay rồi. Bây giờ anh đã xác định, loại cảm giác nóng đến cực độ trong đầu anh lúc này chính là cảm giác còn dư lại của chìa khóa mật tàng. Vừa rồi khi anh vừa mới tới gần xà hư không, luồng khí nóng kia tản mát ra một tia dao động như có như không, sau đó xà hư không lại lui đi. Đây hẳn là đặc quyền của người nắm giữ chìa khóa bước vào mật tàng, ít nhất thì những sinh vật hư không ở bên ngoài này không ngăn cản được bước chân anh. Một hành động vô tình, nhưng lại gây ra phiền toái cực kỳ lớn. Ba người đường Thanh Dương, Diêm Quân Ngư và Hải Đông Lưu cảnh giác mà nhìn đường Tuấn, rất có dáng vẻ muốn hỏi tới cùng. Nhìn dáng vẻ của ba người, đường Tuấn đã biết sẽ không có khả năng tùy tiện lừa gạt là được. Nói, Diêm Quân Ngư, ánh mắt của cô ta giống như là ánh sáng sắc lạnh mang theo hơi thở khiến người ta khiếp sợ, gào to nói, đừng có nói dối, nếu không, chết. Đường Thanh Dương thở dài sâu kín, cũng đồng dạng mà nhìn chằm chằm đường Tuấn, nói, không ngờ tới anh lại có được bản lĩnh như thế này, hiện tại tôi cũng có chút nghi ngờ, có phải anh cố ý cùng chúng tôi tiến vào thánh nhai hay không? Hải Đông Lưu lạnh lùng nói, tên kia, nếu trên người của cậu có bảo vật thần bí gì, thì lập tức giao ra đây cho chúng tôi, nếu không đợi lát nữa sẽ không để cho cậu yên đâu bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên trầm trọng đến cực độ ba thế gia lớn quả nhiên bá đạo đáng tiếc mấy người đã tính toán sai rồi đường tuấn cười lớn một tiếng thân hình nhanh chóng bay về phía phương hướng của tiên cung tốc độ có thể nói là nhanh hơn trước đây gấp mấy lần dù sao cũng đã tiến vào tiên cung có ba gia tộc lớn kia dẫn đường hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi tự tìm cái chết ba người đường thanh dương diêm quân ngư và hải đông lưu đồng thời quát lên một tiếng Khương Thuần, Linh Hổ còn không mau ra tay. Lúc này, Khương Thuần và Linh Hổ ngược lại còn cách Đường Tuấn gần hơn một chút, Diêm Quân Ngư lại lần nữa hét lớn một tiếng, nói: "Bắt được hắn, sau khi ra khỏi Thánh Nhai, ta sẽ thả tự do cho mấy người." Chương 2789. Linh Hổ và Khương Thuần đồng thời lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhanh chóng đuổi về phía Đường Tuấn. Đặc biệt là Linh Hổ, anh ta vừa bước một bước đã đi gần hơn được trên 10 mét. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng, trong không gian vang lên những tiếng bang bang trầm thấp, phảng phất giống như những hạt mưa dày đặc rơi trên mặt trống vậy. Tốc độ của ba người Đường Thanh Dương ngược lại lại chậm hơn một chút. Hai người Khương Thuần và Linh Hổ, là do không biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm nên mới dám dùng hết toàn lực mà truy kích, mà ba người bọn họ đã không phải là lần đầu tiên đến đây nữa rồi, biết rõ nơi này cực kỳ nguy hiểm, cho nên ngược lại trong lòng luôn có sự kiêng kỵ luôn giữ vững một khoảng cách ngắn với Linh Hổ và Khương Thuần. Trong không gian ở nơi này, không có cách nào bay lên cao, tốc độ của Linh Hổ còn nhanh hơn so với Đường Tuấn một chút, chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp đến phía sau lưng Đường Tuấn. Linh Hổ gầm nhẹ một tiếng, gậy xương cực lớn trong tay bỗng nhiên đập xuống, trầm thấp quát nhóc con, giao đổ vật ra đây. Trong không trung liên tục có những âm thanh sấm chấp liên hồi, có thể thấy được sức mạnh một kích này của Linh Hổ đủ để đè sập một ngọn núi nhỏ chỉ thấy gậy xương trong chốc lát nữa là sẽ nện xuống trên đầu của đường Tuấn, đường Tuấn vậy mà lại vô cùng thở ơ. Đúng lúc này, sự biến đổi bất thường bỗng nhiên xảy ra. Khương Thuần nhảy lên, đánh một quyền lên trên eo của Linh Hổ. Linh Hổ một lòng chỉ muốn bắt được đường Tuấn, vốn dĩ không hề đặt tâm tư lên việc phòng ngự, đột nhiên dưới sự không kịp chuẩn bị mà bị đánh lén, thân thể bị sức mạnh to lớn của một quyền này đánh đến mức bay sang một bên, mà cây gậy xương vốn dĩ đang nện trên đầu của đường tuấn cũng mất đi độ chính xác nện ở trên mặt đất cách đường tuấn không xa khương thuần anh làm gì vậy diêm quân ngư sửng sốt một lát trên khuôn mặt đẹp phủ kín sát khí lạnh giọng chất vấn khương thuần không có trả lời tốc độ lại nhanh thêm vài phần sóng vai đứng bên cạnh đường tuấn anh ta chính là sinh linh trời sinh thần thánh sức mạnh của thân thể có thể nói là nằm trong những người mạnh nhất dưới tình huống không thể bay lên cao thậm chí tốc độ của anh còn nhanh hơn cả linh hồ. Vừa rồi chỉ là cố ý đi chậm một chút, muốn tìm cơ hội xuống tay đối với linh hồ. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Diêm Quân ngư tức khắc trở nên xanh mét. Từ khi nào mà hai người này đã thông đồng với nhau rồi? Chạy nhanh đi, lần này vì muốn vào tiên cung thăm dò, còn át chủ bài của ba người bọn họ chắc chắn là rất nhiều, hơn nữa nơi này cách cửa vào không xa, người của Tam gia bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ đi vào đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nhiều phiền toái. Khương Thuần đứng ở bên cạnh Đường Tuấn, trầm giọng nói. Đường Tuấn gật đầu một cái thật mạnh, anh cũng đã suy xét đến những chuyện đó, nếu không vừa rồi anh đã trực tiếp ra tay với ba người Đường Thanh Dương rồi. Từ sau khi đi vào đây, trên người ba người bọn họ đều tản ra những dao động nhẹ nhẹ, làm cho Đường Tuấn có chút không chắc chắn. Đường Tuấn nhìn tòa tiên cung nằm ở phía trên đỉnh đầu kia, nói, dựa theo như lời của những người tam giả, tiên cung là khu vực mà bọn họ chưa bao giờ đặt chân vào thăm dò, chỉ cần chúng ta tiến vào nơi đó, bọn họ chắc sẽ không làm gì được chúng ta. Có lẽ chúng ta còn có thể chiếm cứ quyền chủ động. Khương Tuần cũng biết hiện tại trên người đường Tuấn chìa khóa mật tàng của thần quân Chu Tước, biết lời này không phải là giả. Có chìa khóa mật tàng ở trong tay, có lẽ bọn họ mới là người chiến thắng cuối cùng. chương 2790 Chìa khóa mật tàng đâu, Vừa rồi thời điểm anh làm cho lũ xà hư không kinh sợ, sao tôi lại không thể nhìn thấy được. Nhanh như vậy đã phải sử dụng đến chìa khóa, có chút lãng phí." Khương Thuần đột nhiên hỏi hỏi. Vẻ mặt của Đường Tuấn có chút xấu hổ, nói ách, chìa khóa mật tàng đã rách nát rồi. Cái gì? Vẻ mặt của Khương Thuần biến đổi. Đường Tuấn chỉ vào đầu mình, cười khổ nói, bây giờ tôi cũng không biết đây có tính là chìa khóa mật tàng hay không. Ta chỉ có thể cảm ứng được ở trong thức hải của mình, không có hình thái cụ thể. Còn về chuyện vừa rồi dọa lui xà hư không, cũng là do nó tự chủ, không phải do tôi chỉ huy. Anh cũng biết bại lộ chuyện về chìa khóa sớm đến như thế thì không có lợi, nhưng cũng không có biện pháp nào, chìa khóa vốn dĩ không nằm dưới sự sai khiến của anh. Khương Thuần trở nên ngây ngốc, nói, vậy nói cách khác sau khi đi vào tiên cung, chìa khóa không nhất định sẽ có tác dụng. Đường Tuấn trịnh trọng gật đầu nói có thể nói là như vậy. Giờ khắc này, Khương Thuần ngay cả tâm tình muốn chết cũng có rồi. Anh ta đặt tính mạng của toàn bộ người nhà lên trên người Đường Tuấn, không thể nào ngờ được tên nhóc này lại không đáng tin cậy đến như vậy. Mắt thấy Đường Tuấn và Khương Thuần cách bản thân càng ngày càng thêm xa, trên khuôn mặt của Diêm Quân Ngư hiện ra một biểu cảm hung ác, trong tay tạo ra một cái pháp ấn, niệm thầm trong lòng sau đó động một cái. Khi trái tim của Khương Thuần đang héo hon rũ như cho tàn, sắc mặt đột nhiên đại biến. Phút một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi, vẻ mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Sao lại thế này? Đường Tuấn hỏi. Khương Tuần nhìn về phía phía sau, chỉ thấy Diêm Quân Ngư đối diện với anh ta mà cười lạnh, trong tay đang bóp một cái pháp ấn. Là pháp ấn bí thuật của nhà họ Diêm, vị lão tổ ở nhà họ Diêm đã đặt một dấu ấn tinh thần lên trên thức hải của ta, hẳn là đã nói phương pháp thôi thúc pháp ấn đó cho Diêm Quân Ngư, khuôn mặt của Khương Thuần lộ vẻ cười khổ. Thanh âm của Diêm Quân Ngư truyền đến, Khương Thuần, hiện tại lập tức ra tay giết chết Đường Tuấn, nếu không tôi xem anh có thể kiên trì được đến lúc nào. Tuy rằng thôi thúc dấu ấn cũng không có cách nào trực tiếp giết chết được Khương Thuần, nhưng cũng có thể không ngừng ma sát hủy diệt đi tinh thần của anh ta, một khi trải qua thời gian lâu dài, Khương Thuần sẽ rơi vào trong giấc ngủ say, thậm chí là tử vong. Khương Thuần không có trả lời, Diêm Quân Ngư lại lần nữa cười lạnh một tiếng, thôi thúc dầu ấn. Phụt, Khương thuần lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt rung động, dường như đang phải chịu đựng những thống khổ cực độ. Căn nguyên của anh ta vốn đã bị rút ra chín thành, hiện tại tinh thần lại còn bị ma sát tiêu diệt. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thật sự sẽ chịu đựng không nổi. Đường Tuấn nhìn vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ của Diêm Quân Ngư, trong lòng xẹt qua một tia sát ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền